Cảm giác thật phấn khởi và hào hứng khi vừa gia nhập Oriflame. Nếu bạn không thể tìm hiểu bước khởi nghiệp thông qua người bảo trợ, chúng tôi có một giải pháp cực kỳ đơn giản. Giới thiệu ứng dụng khởi nghiệp mới từ Oriflame. Giờ đây bạn có thể truy cập bài huấn luyện khởi nghiệp một cách nhanh chóng và dễ dàng ở mọi lúc, mọi nơi. 4 bước sau sẽ hướng dẫn bạn khởi đầu hành trình chinh phục thành công một cách đúng đắn. Tìm hiểu về sản phẩm của chúng tôi và cách sử dụng catalog. Tràn ngập các sản phẩm tuyệt vời, lấy cảm hứng từ những xu hướng làm đẹp và thời trang mới nhất. Tìm hiểu cách đặt đơn hàng trực tuyến, các phương tiện hỗ trợ thông minh sẽ đưa bạn đến gần thành công hơn ngay từ điểm khởi đầu. Đã đến lúc xây dựng danh sách khách hàng. Đây được xem như một phương tiện giá trị giúp bạn tìm kiếm khách hàng và các đối tượng tuyển dụng tiềm năng. Hãy tạo lập và liên tục cập nhật danh sách chứa thông tin liên lạc của tất cả những người bạn quen biết. Hãy cùng tham gia với những người bạn. Nó sẽ mang đến những giây phút thật vui vẻ và cơ hội thành công của bạn. Bằng cách mời người mới gia nhập Oriflame, bạn đang từng bước xây dựng công việc kinh doanh của mình. Càng mời được nhiều người, công việc kinh doanh của bạn càng phát triển. Bạn muốn tìm hiểu và mở rộng kiến thức? Chúng tôi cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin hữu ích và nguồn cảm hứng sáng tạo. Giờ đây bạn đã sẵn sàng để liên lạc với những người bạn và sắp xếp buổi gặp gỡ đầu tiên sau một khởi đầu thành công. Đã đến lúc liên hệ cùng người bảo trợ để có thể tiến xa hơn trên hành trình chinh phục ước mơ cùng Oriflame. Ứng dụng khởi nghiệp của Oriflame, hãy trải nghiệm ngay hôm nay!